Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi trận là Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nha anh em. Nhớ click. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiểu Đầu Đường Phố. Và đến với video trưa nay chúng ta sẽ đến với một clip, đó là quay gì đây anh em. Vậy tôi sẽ vào đầu clip với phong cách khác hoàn toàn. Hôm nay tôi cũng chưa biết quay gì các bạn, nhưng mà tình hình thì nó không phải không quay gì không đúng anh em, bởi vì hôm nay sẽ không phải liên quan đến về trong game. Vậy là chúng ta sẽ không kể cuộc đánh bot gì hết, mà sẽ liên quan đến vấn đề về event và phít nối. Đây anh em, tình hình thì tôi vừa mới đi công việc về các bạn ạ. Và tôi ấy coi như này còn có chút lương tâm. Thì đây chúng ta có phần quà, đó là hỗ trợ cá vàng, tổng là 12k 15k kim cương các bạn nhá. Vì lý do event cá vàng lần này thay đổi giảm mốc nạp kim cương, nhưng chưa kịp thời thông báo dẫn đến tổn thất cho các huấn luyện viên nạp thẻ, nhà phát hành hỗ trợ. Tôi không hiểu anh em, bởi vì tôi cũng là một người nạp trong đấy mà. Tôi có làm dư ra 1k kim cương mà ít nhiều cũng phải hỗ trợ một tí chứ. Chúng ta sẽ cùng vào xem bình luận anh em nhá. Đây sẽ là câu chuyện chúng ta sẽ là quay gì đây anh em. Chúng ta sẽ đi ra ngoài dạo chơi một hôm anh em. Ông đang người quay 1k kim nối 10 kim cương hả? Không, thứ 6 nó đổi thành 1k mà tôi là 7k nên giờ nó bù. Ok, đây một bác là 7k này. Thôi đọc cái comment không đọc rồi. Ngon nhưng em bị mất nick rồi. Ai server mới quay 3k5 có bị mất KC không? Tôi quay này 2k kim cương về 0 kim cương hít. Tôi cũng bị. Ủa thế không đền à? Mấy bạn được đền không? Bao nhiêu anh em được đền cái vụ này các bạn? Toàn server hay sao? Nạp cá vàng mới được. Ừ biết là nạp cá vàng mới được, nhưng mà tôi cũng nạp mà sao không có? Sao bình thường ít người nhiều vậy ta? Tùy theo mốc nạp. Nạp 1k2 vượt 20kc mà không được bốn. Vậy thì còn được. VIP không nó nhắn xin lỗi thôi. What? Có nhắn xin lỗi hả? Có hả? Đâu có đâu anh em. Không có các bạn. Ô kìa. Tất cả bình luận lên con nào. Hết chưa? Hết rồi. Hết chưa? Tôi thấy à, đây. À đây cũng mình lick không nói anh em. Ok, bảo tất cả được nhận nó không có đâu các bạn. Tôi không được nhận hay sao đây? Tôi xóa thư mất rồi không biết. Để tôi xem nào anh em, để tôi xem lại nào. Đây anh em, tôi ghé qua một con khác nhé. Đây còn là VIP không của tôi các bạn, để xem nào có nhận được thư không hay sáng nay nhận mà tôi không để anh em. Từ các bạn xem nào. Top PK. Đây đâu ngày không đăng nhập top PK đây anh em. Đây. Có đâu? Không có bạn. Ok, có anh em nào nhận được không? Comment con nào. Thế sao bảo là tất cả đâu có đâu các bạn. Đây tôi nhận được đâu. Ok, vô lý đấy nhờ. Thầy có bao nhiêu anh em nhận được vụ này comment coi. Chứ đây tôi có nhận được đâu các bạn. Đây thư đây các bạn không nhận được các bạn ạ. Đây ta qua, tôi qua hẳn ạc top em tôi nhá. Đây đã qua hẳn ạc top và xin luôn. Cụ Khang anh em. Đấy cũng có đâu các bạn. Không hề có anh em. Thề bạn nào có thông tin vụ việc này không? Chứ tính ra tôi cũng là người lạp lố. Bạn nằm lố 1k. Ừ. Đùa thề anh em, mình cũng không được nhận. Các bạn không biết làm thế nào đó. Sự kiện này mới đang đền bù thế nào đây. Tôi không có nhận được nhận gì đâu anh em, không hề có luôn ạ. À. Trời ơi. Rồi tới tôi đang ngoài tôi xem được cái lệnh chiến anh em. 5 mảnh thường, lệnh chiến này nhận được nhau 240 mảnh thường. Đổ được quất luôn anh em. 240. Chỉ một chỗ 240 thôi anh em, hết. Hết nào cũng chẳng thua, đợi nó sự kiện quay mảnh thường thì quay vậy. Vừa lâu quay bình thường mà tôi lười quay các bạn. Nói chung chả biết thế nào, nhưng có vụ đền bù kim cương này, nhà phát hành đền bù cái gì không biết các bạn, nhưng mà người được người không này nghe nó cũng không hài lòng lắm thật sự luôn ạ. À. Nên ra một là phát quà ALL server thì mỗi anh em 1k kim cương nó cũng được nên nghe nó lắm. Còn đâu vẫn không đền riêng thì cũng phải ấy chứ, hay là thông báo thế nào thì anh em biết đường chứ. Tôi cũng là người lạp dư, tất nhiên đó nhiều bạn bảo ừ có k kim cương là gì đâu, người ta lạp 7-8k nên đền ừ chính phải thông báo là ừ mốc quy định người được nhận bù chứ. Cái này là không ổn rồi. Thế này thì toang rồi các bạn ạ. Thế này là không ổn rồi các bạn. Tôi ơi, không ổn một tí nào hết ạ. À. Trời ơi, trong khi anh em nhận được kim cương thì tôi... Ủa sao có 60 vậy? Thì tôi lại chỉ đứng đây và nhìn thôi. Ok, lại có bot rồi này.
Rồi. Tiếp tục đánh boss nào anh em. Ra trận nào hỗ trợ boss đấy. Hỗ trợ boss cũng được quà mà anh em. Nếu hôm quên bận chẳng đánh được hôm nay bắt đầu ngồi đánh ạ. Thế tự nhiên đi làm về nghe là cái con vừa đi việc về nghe là cái vụ này nghe hot thế mà. Tự mình nhận các bạn. Tôi vừa on vào game đấy nhá. Vào game tôi không thấy bọn tôi bảo tôi mới quay clip cho anh em xem. Để xem các bạn bị giống tôi không. Chứ là mấy bác nạp thôi. Hay là nó quy định là nạp bao nhiêu, 7k dưới trở lên hay là 15k hay là như thế nào. Chứ đây tôi cũng nạp, hôm nay tôi nạp dư hẳn 2k kim cương, quên dư hẳn 1k kim cương các bạn. Tất nhiên nó không nhiều nhưng mà ví dụ đền bù lại người ta k kim cương nghe nó tinh thần, nhưng mất công 1k đây tôi quay ra mười mấy k kim cương mà. Biết gì đâu. Đúng thật là tôi cũng là một trong những người bị lừa anh em, đâu biết gì đâu, đây không biết gì hết. Nhưng nạp vào cái cũng dính luôn. Dù rằng có thể nhiều bạn bảo là do tôi không xem sự kiện, biết là vậy nhưng mà ý đang nói. Hay là chỉ tính như anh em nào hôm thứ 6 thôi thì không biết. Bạn nào có thông tin thì cho ít thông tin nhá. Hay là chỉ tính những bạn nào hôm thứ 6 thôi anh em. Thì bạn nào có thông tin cho tôi ít xin ít thông tin là cảm ơn rất nhiều. Thế nào giờ thì bắt đầu cái cuốc con nào thôi anh em. Giờ cố lên 90 các bạn, 90 tính cấp bá chủ tính tiếp. Giờ vẫn một niềm tin hy vọng đó là đợi Ulova về các bạn. Tôi vẫn đang hóng Ulova. Mê Ulova, Ulova này phát cho cháu KQG lên anh em, bỏ cháu PR luôn. Nên hẳn tim băng luôn các bạn. Đấy. Nhắc tim băng mới nhớ, để tôi kiểm tra thêm tôi có cháu tim băng kia chưa anh em. Có đi úp lên dần đi các bạn. Bót xong này. Cái chạy thú này không biết bao giờ thì nó mở những nhìn tớ nợn các bạn. Tổ đội xe đoàn, cái này là yêu cầu bạn ít nhất phải cưới một con bá chủ các bạn. 190 mới mở bé chủ, ba chủ mầm này hơi sớm. Ok, chúng ta cùng nhau xem nào. Hệ băng à. À đây các bạn có này. Trừ dive, dive cộng speed các bạn, ô ngon. Nên luôn cho cháu nó các bạn. Từ từ từ, ok, không nâng cấp bạn, không nâng cấp. Không nâng cấp anh em nha. Pokemon. Hiện tại có một cháu tôi không dùng các bạn, đó cháu này. Điều đúng hay sai hiện tại tôi không dùng cháu này các bạn. Cháu này sắp tới cũng chuyển đi được rồi. Xem chuyển cháu nào giờ anh em. Hay chuyển rồng đi nhỉ. Tính ra cháu rồng tôi không chơi này. Chuyển đi anh em, cho rồng đi luôn. Đây. Để nó đưa lên đây rồi mày anh em. Chuyển thường tại có gì không. Bí có gì không. Tẩy được 2 dòng à. Skin thì nấy anh em, skin thì nấy rồi. Tẩy được 2 dòng thôi. Một tí điểm thôi. Ô mà dư đá mà các bạn tiếc rẻ làm gì. Tôi tốn 600 kim cương không tiếc thôi. Tiếc gì mấy viên đá anh em. Tôi không dùng mấy đâu mà. Mấy đứa có chuyển 2 lần nữa. Đây có chuyển được tận 4 lần 3 lần nữa anh em. Hát thoải mái lần sau ạ. Thôi được rồi. Thế này là được rồi. Cháu dòng nữa rồi xem nào. Con này không mang đồ được rồi. Ok. Đây, giờ thì mang đồ cháu này các bạn. Con này thì mang giọt nước này. Vâng. Con này mang không mang giọt nước thì mang gì giờ ta? Hệ băng vệ cỏ à. Hệ cỏ. Hệ cỏ thì mang. Hệ cỏ thì cháu này mang rồi. À, đùa đợi đấy này anh em này. Đồ một cháu này lên được này. Kém lên luôn. Cộng 9 các bạn. Thêm món cộng 9 rồi. Để cháu này mang đây. Shinibi này. Ô kìa. Thêm đồ cộng 9 anh em. Ô cứ không để đồ cộng 9 nhiều chứ. Rồi giờ vấn đề này quay trở lại con này anh em. Con này là hệ băng cỏ mang cho cháu nó gì ra đây. Con kia mang giọt nước cộng 9 thôi. Cho mang giọt nước cộng 8 đi cũng được anh em. Phá nào. Nên Mega luôn các bạn nhá. Ừ Mega luôn các bạn. Hợp lý tôi lên Mega cho mày luôn các bạn. Chuẩn bị sắp tới chơi là vừa. Lên Mega luôn anh em, không dài dòng liên thiên liên tha làm gì các bạn. Ok, Mega luôn. Cháu này tới cho cháu nó đi tạm với cháu ấy cũng được anh em. Skin này, bắt đầu cộng skin anh em. Con này có quả lồi tại ngon nhá. Đây này. Khi mà màn tất cả best phe địch trừ hệ băng, mỗi hiệp mất 6% HP lớn nhất anh em. Đó, và tất cả best phe băng, hệ băng phe ta cộng tăng né 10% anh em. Đó. Chưa chơi được, sao chơi được anh em. Rồi. Đó, điều dần lên các bạn, ngon này. Đi test thử cho anh em xem luôn này, mất công lâng rồi, đi test thử cho bạn xem luôn. Này.
Đồ mặc có dư món nào không? Để tôi úp cấp cho cháu nó pull anh em. Tầm này là nên pull luôn. Xem nào có dư bộ nào dưới không? Đây này. Giày này. Còn dư món nào thì mang vào đấy chơi chơi các bạn. Hộp thì được rồi, tạm thời này đã. Hết linh kiện nên cắt triệu được chiến rồi à. Đánh chơi chơi bạn nhé, có đánh là bạn nào VIP không đừng vào comment ạ. Không vừa đánh chỉ test chơi vui thôi, nhiều ông này bảo ui test VIP không làm gì. Ừ, thì test vui mà. Bắt đầu mất máu anh em, cũng xong một lượt đã mất máu. Đó, bị trừ máu kìa anh em, đó bị trừ máu kìa. Khỏe cực kỳ luôn ạ. Úi trời ơi. Rồi, ulti. Wow. Được của nó đấy chứ đùa ở đâu anh em. Cũng được của nó đấy, đùa đâu các bạn. Mà chắc chắn được team này các bạn, chắc chắn được team này. Độc hồ nó hẹn lửa này kia nó toàn rồi. Úi giời ơi, đau. Ừ, nhưng mà test được, nói chung là vui. Ơi, nói chung thì video ngày hôm nay thì cũng nâng cấp được quẩy xương xương lên anh em. Nói chung thì bạn nào có thông tin về cái vụ việc kia thì comment cho tôi biết nhá. Cảm ơn rất nhiều. Còn đây video kết thúc đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Giờ thì bye bye.